Đấy. Hay là cây bụi như này. Đấy, sẽ lấy ra. Cái bụi này thì các bạn thấy là nó có đến 6 cái thân khác nhau, 5 6 thân. 1 2 4 5. Thế thì bây giờ bạn cắt bỏ cái thân chính để nuôi lại này được. Đấy, có nhiều lựa chọn. Thế quan trọng nhất là các bạn biết cách làm thì để tạo ra một cây thoát thân không có khó. Cây này nằm thuần chậu ổn định rồi. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi trên cái video ở trên kênh Chợ Mộc Hưng Ba Miền. Bạn like fanpage để ủng hộ và theo dõi các bài viết, các cái video ở trên fanpage các bạn nhé. Thì hôm nay thì tôi sẽ quay cho các bạn một ít cây mộc hương. Nhiều bạn muốn mua cái cây mộc hương nó thân bụi mà nằm ở trong bầu như thế này. Đấy. Thì nếu các bác mà có nhu cầu thì cũng cứ giao lưu cho các bạn. Bằng cỡ gần bằng ngón tay út. Cái cây nằm trong bầu này rất là khỏe. Mình sẽ đo sơ bộ cho các bạn cùng xem nhé. Về chiều cao của cây. Đấy, vì những cây cây này thì nó cao khoảng 55 cm. Đấy, về trung bình thì thời điểm mà tôi quay video này nó rơi vào khoảng 55 60 cm, ví dụ cây góc kia cao là 60 phân, 60 đến 80 phân. Đấy. Về cái chất mộc này nó rất là đẹp, da sáng. Các bạn mà muốn về để điều chỉnh để nuôi thêm thì ok, thì không không vấn đề gì. Ví dụ như cây này cong thì nó giải quyết là đơn giản thôi, các bạn đưa cái thanh tre vào, các bạn uốn mà co thẳng lên và các bạn bứt bỏ những cái cành này, cành thừa này, nuôi cái thành thoát thân này. Lấy điểm này là điểm thoát thân. Vậy như điểm này thì thoát thân là khoảng gần 50 phân rồi, 50 cm rồi. Đấy. Đấy. Hay là cây bụi như này. Đấy, sẽ lấy ra. Cái bụi này thì các bạn thấy là nó có đến 6 cái thân khác nhau, 5 6 thân. 1 2 4 5. Thế thì bây giờ bạn cắt bỏ cái thân chính để nuôi lại này được. Đấy, có nhiều lựa chọn. Thế quan trọng nhất là các bạn biết cách làm thì để tạo ra một cây thoát thân không có khó. Cây này nằm thuần chậu ổn định rồi. Đấy, ví dụ như cái này, đúng không? Về hoặc là các bạn về cứ để nuôi ở trong sân thôi là cũng cũng là tuyệt vời rồi. Cái mộc, chất mộc thì rất là đẹp, da sáng. Đấy. Thế thì giá mình đang giao lưu với các bạn là các bạn nào mà mua xỉ, đấy, mua xỉ với số lượng lớn đấy,